này. Từ từ quay cho anh xem. Em cứ chạy bình thường. Tới về setup video lại. Hả? Tới về setup video lại chậm lại. Nhìn nó đẹp. Vô công viên luôn thắng. Ok. Nó nhờ thắng chưa, cảm ơn thắng nghe thắng. Nói gì đâu anh, trời. Nhất là sao quen, anh em cũng là anh em thôi mà. Rồi, cảm ơn em nhiều. Mấy công viên hả? Chạy thẳng ra cổng rồi. Hên quá, giờ em chơi với lúc. À, anh quay em chơi cho cổng anh kia em quay xem. À. Chạy đi.